chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lên sóng một con máy lọc không khí sắc giá bình dân cho các bác nào có nhu cầu mua máy lọc không khí cho gia đình trong mùa dịch. Và mùa dịch này thì các bác mua máy lọc không khí rất là nhiều ấy, nhưng mà rất tiếc hàng hóa thì lại không có để mà đáp ứng được nhu cầu của các bác. Ở đây là một con máy có mã là KCI45. Con này được thiết kế dùng cho phòng, các bác lọc cho phòng nó vào khoảng 20-25 mét vuông trở lại. Có báo độ ẩm số, bọn sáp có cái báo độ ẩm số này rất là đẹp. Báo cảm biến bụi. Bật chế độ ion, đèn ion. Các chế độ lọc không khí bù ẩm đầy đủ. Ở đằng sau này thì nó là phần màng HEPA. Màng HEPA các bác nhé. Màng còn rất là đẹp, màng trắng tinh các bác nhé, màng trắng tinh cực đẹp luôn. Trong này là màng than, màng tính để khử mùi. Đấy. Các bác lưu ý là riêng cái thằng sáp nhé, nhìn trong cái phần màu này của nó không được bắt mắt lắm, nhưng mà nó là như vậy đấy, cái màng nào nó cũng như vậy thôi, màng zin cái nào nó cũng thế. Đấy, bên trong nó còn rất là trắng đẹp. Bên đây là bình nước bù ẩm này. Màng tẩu ẩm thì trong này các bác nhé. Con máy giá khá bình dân, hội tụ đầy đủ các tính năng như lọc không khí, khử mùi, bù ẩm đầy đủ hết. Thông số của nó đây, sản xuất năm 2010 này. Máy sáp hay là Daikin thì các bác sẽ nhìn thấy cái Made in China này nhé. Thằng Panai nó không đề, nhưng riêng thằng sáp với Daikin là nó đề luôn, sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc luôn. 43W đấy, dùng cho phòng các bác cứ 20-25m2, 30m được. Điện 100V nhưng mà em đã đổi điện sang 220V rồi nhé. Thì các bác dùng luôn điện lưới của Việt Nam luôn. Còn một con máy sáp khá là đẹp, đầy đủ công nghệ ion, đầy đủ. Giá em bán có 1.900.000 đấy nhé. Giá 1.900.000 đã đấu điện 220 rồi, chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Ship hàng toàn quốc. Và xin chào các bác.